Hãy nhìn bức hình này. Có gì sai ở đây? Xe cứu hỏa thường có màu đỏ chứ không phải màu xanh. Tốt lắm. Còn hình này thì sao? Mùa đông không có bơm bướm. Một hình nữa cho bạn. Hãy nhìn những người này. Bạn có thấy điều gì lạ không? Những người này đang chơi quần vợt nhưng lại dùng một quả bóng đá nhỏ. Có hai người sinh ra cùng một lúc nhưng họ không tổ chức sinh nhật vào cùng một ngày. Sao lại thế? Họ sinh ra ở hai múi giờ khác nhau và một trong hai nơi đã là ngày hôm sau. Thuyền trưởng Jack là cướp biển khét tiếng và đáng sợ. Anh ta đã cướp hàng nghìn con tàu chỉ bằng một mánh khóe nhỏ. Nó giúp Jack dễ dàng tiếp cận mọi con tàu đến từ mọi quốc gia và đến đủ gần để cướp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mánh khóe đó là gì? Thuyền trưởng Jack có một bộ sưu tập các lá cờ của nhiều quốc gia. Thay vì sử dụng Jolly Roger, lá cờ đen đáng sợ, anh ta giương quốc kỳ của con tàu đang đến gần. Nhờ đó, anh ta lên được con tàu ấy ngay lập tức. Một người đang ở trong tòa nhà 9 tầng khi có đám cháy. Anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng không bị thương tích gì. Sao có thể? Người đó nhảy ra khỏi cửa sổ từ tầng 1. Hãy nhìn những người này, một trong số họ đến từ tương lai. Bạn có phát hiện ra đó là ai không? Để ý kỹ nhé! Đúng rồi, chính là anh chàng này. Anh ta có một chiếc smartphone trong túi. Đây trông giống một buổi dã ngoại bình thường trong công viên. Nhưng một trong những người này du hành thời gian. Là ai vậy? Đó là anh chàng có cổng USB trên cánh tay. Tại bữa tiệc này có một người đến từ thời đại khác. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra người đó. Đó là người mặc áo giáp chainmail này. Tội nghiệp, chắc anh ta đổ nhiều mồ hôi dưới đống kim loại này lắm. Mark bị nhốt trong tầng hầm, không có cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa có khóa gồm các chữ cái kết hợp. Thứ có thể cho Mark gợi ý là tờ ghi chú anh tìm thấy trong góc. Mật mã là gì? Mark đã thoát được khỏi tầng hầm. Mật mã là SMART. Chìa khóa giải câu đố này giấu trong bảng chữ cái. P cộng thêm 3 chữ cái là S. N trừ 1 chữ cái là M. Và cứ thế. Lisa thức dậy vào buổi sáng và phát hiện ra một số tiền khá lớn cô để trong ví đã bị mất. Chồng cô đang đi công tác. Vì vậy, người đã lấy tiền chỉ có thể là một trong 3 đứa con của cô. Con gái Karen 17 tuổi, con trai Christopher 15 tuổi, hoặc con trai David 12 tuổi. Lisa hỏi các con đã làm gì vào buổi tối hôm trước. Karen nói, cô đã đi ngủ ngay sau bữa tối vì bị đau đầu. Christopher nói, cậu đã đến club với người bạn thân nhất là Rick. David trả lời cậu đi tập đá bóng. Lisa ngay lập tức biết ai đã lấy tiền. Bạn thì sao? Christopher đang nói dối. Cậu ấy chỉ mới 15 tuổi, không thể vào club được. Melanie mời đồng nghiệp Maria ăn tối. Maria rất ngạc nhiên. Cô ấy nghĩ Melanie không thích cô, nhưng chủ nhà Melanie đã chuẩn bị một bữa ăn rất ngon. Cô thậm chí còn nấu cá ngừ cho cả hai người. Cô cắt đôi miếng cá và mỗi người ăn phần của mình. Một lúc sau, Maria tái nhợt và bất tỉnh. Cô đã được đưa đến bệnh viện.
cô bị ngộ độc thực phẩm rất nặng. Vài ngày sau, cảnh sát bắt Melanie vì tội đầu độc Maria. Nhưng cô ta đã làm việc đó bằng cách nào? Hai người đã ăn những món ăn giống nhau mà. Chất độc ở bên mặt của con dao mà Melanie dùng để cắt cá. Bằng cách này, chỉ miếng cá ngừ mà cô đưa cho Maria có độc. 5 có giá 25 đô và 25 có giá 50 đô. Nếu bạn mua 255, bạn sẽ trả 75 đô. Bạn mua gì và một món có giá bao nhiêu? Bạn đang mua số nhà và một chữ số có giá 25 đô. Bạn đang đi du thuyền vòng quanh thế giới thì gặp phải một cơn bão khủng khiếp. Một lúc nào đó, bạn đập đầu vào cột buồm và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bạn thấy mình đang ở trên một bãi biển, xung quanh là những người dân địa phương, trông không mấy thân thiện. Hóa ra họ không thích người nước ngoài. Họ cho bạn 3 sự lựa chọn. Họ có thể đưa bạn đến một hang động đầy nhện tarantula. Họ có thể ném bạn xuống một cái hố đầy bọ cạp vàng. Hoặc bạn có thể gặp vài con sư tử đói. Bạn nên chọn cách nào để sống sót? Chọn nhện tarantula, chúng hầu như vô hại đối với con người. Michelle nhận được lời nhắn từ bảo vệ tòa nhà rằng có một tên tội phạm nguy hiểm đã lẻn vào văn phòng nơi cô làm việc. Cô cần phải ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Michelle chạy về phía thang máy thì cả hai thang đồng loạt mở cửa. Bên trong có những người trông khả nghi. Michelle nên chọn thang máy nào? Cô nên vào thang máy thứ hai. Tên tội phạm vừa bước vào tòa nhà. Hắn không thể đi xuống từ tầng trên được. Bạn đã lái xe nhiều giờ nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của nền văn minh. Cuối cùng, bạn phải chấp nhận rằng bạn đã bị lạc. Bạn mệt mỏi, khát nước, đói bụng và không có tiền để mua gì cả. Đột nhiên ở bên đường, bạn thấy 4 cánh cửa. Đằng sau cánh cửa đầu tiên có rất nhiều nước uống. Cánh cửa thứ hai giấu rất nhiều đồ ăn ngon. Đằng sau cánh cửa thứ ba có một phòng khách sạn ấm cúng với chiếc giường êm ái. Và nếu bạn mở cánh cửa thứ tư, bạn sẽ thấy hàng đống tiền mặt. Bạn sẽ chọn mở cánh cửa nào trước tiên? Cửa đầu tiên bạn nên mở là cửa xe ô tô của bạn. Vào buổi sáng, Paul ra khỏi nhà và nhìn thấy một điều kỳ lạ trong vườn. Có vài mẩu than, một củ cà rốt và một chiếc khăn quàng cổ nằm ở đó. Xung quanh nhà Paul có hàng rào, vì vậy không ai có thể đặt những món đồ kia ở đó. Làm sao chúng xuất hiện giữa bãi cỏ được? Ban đêm trời ấm và một người tuyết đứng đó đã tan chảy. Thám tử Lucas Brown được mời đến trường cao đẳng Long Road khi ngày càng có nhiều vụ trộm xảy ra ở đó. Trong một tuần, Lucas gặp 3 kẻ tình nghi. Mọi người đã làm gì lúc vụ trộm cuối cùng xảy ra? Anh hỏi từng người trong số họ. Thomas nói, hôm đó tôi đi vắng, tôi phải lái xe đưa em gái đến lớp học nhạc. Amanda trả lời, tôi đã ở thư viện cả ngày hôm đó để chuẩn bị cho bài thuyết trình. Và Ryan nói, tôi sẽ đến Đan Mạch với bố mẹ vào mùa hè này. Đó là lý do tôi dành tất cả thời gian rảnh để học tiếng Hà Lan. Lucas ngay lập tức biết ai đang nói dối. Bạn có biết không? Đó là Ryan. Mọi người nói tiếng Đan Mạch ở Đan Mạch. Tiếng Hà Lan là ngôn ngữ chính thức của Hà Lan. 4 tù nhân tham gia các lớp học vẽ. Họ học vào thứ hai hàng tuần. Đội lính canh hộ tống các tù nhân đến phòng vẽ và khám xét họ vào cuối mỗi buổi học. Tất cả các tù nhân đều có dụng cụ vẽ tranh của riêng họ và họ cất chúng trong phòng giam. Câu hỏi là ai trong số họ có nhiều cơ hội trốn thoát hơn? Thời gian của bạn đã hết và câu trả lời là tù nhân này.
anh ta có thể dùng dụng cụ mình có để tô quần áo màu xanh lá. Bằng cách này anh ta sẽ trông giống một lính canh và có thể trốn ra khỏi tù. Bọn tội phạm đã bắt cóc 3 nhân viên ngân hàng để lấy thông tin tài chính bí mật từ họ. Các nhân viên ngân hàng bị nhốt trong một tầng hầm chỉ có một cửa sổ phía trên cao. Những người này quyết định rằng ít nhất một trong số họ phải trốn thoát để đi báo cảnh sát. Họ đứng trên vai nhau, nhưng người trên cùng vẫn không thể với tới cửa sổ. Họ có thể trốn thoát bằng cách nào? Người cao nhất trong số họ nên leo lên trên cùng. Và vì người này cũng có cánh tay dài hơn nên sẽ với được tới cửa sổ. Blair làm việc trong một viện bảo tàng lịch sử. Cô là một nhà khảo cổ học. Một chàng trai bí ẩn mang đến cho cô 3 cuộn giấy cổ này để nhờ giám định. Anh ta nói mình đã tìm thấy chúng trong chuyến đi đến Peru. Chỉ một cuộn giấy không phải là giả. Bạn có đoán được không? Cuộn giấy đầu tiên trông khá cổ xưa, nhưng trong ảnh có một chiếc máy bay hiện đại trên trời, vì vậy nó là giả. Cuộn thứ ba chỉ là một bản in. Bạn có thấy chữ stock photo được viết bằng tiếng Anh in mờ không? Do đó, chỉ có cuộn giấy thứ hai là thật. Blair mang cuộn giấy gốc đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu kỹ hơn. Bạn có thấy điều gì kỳ lạ trong căn phòng này không? Xác ướp này đang đeo một chiếc đồng hồ thông minh. Blair phát hiện ra rằng cuộn giấy này là một bản đồ kho báu, nhưng đột nhiên toàn bộ đèn trong phòng thí nghiệm tắt ngóm trong 30 giây. Khi có điện trở lại, Blair thấy cuộn giấy đã biến mất. Blair hỏi 3 đồng nghiệp của mình. Rosamund nói, đèn tắt quá đột ngột, tôi đang sửa những chiếc bình hoa và vô tình cắt phải ngón tay. Nicholas nói, tôi đang đứng gần máy bán hàng tự động thì mất điện. Nó lấy tiền của tôi nhưng không nhả đậu phộng cho tôi. Kevin nói, tôi đã ngồi thiền trên ban công được 20 phút rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đang nói dối? Nicholas, anh ta nói máy bán hàng tự động không nhả đậu phộng cho anh ta. Vậy trong tay phải của anh ta là gì vậy? Ngoài ra, Rosamund cũng nói dối. Các ngón tay của cô ta đều ổn. Hai tên trộm bỏ chạy cùng với cuộn giấy. Nhưng may mắn thay, Blair đã lưu ảnh của nó vào điện thoại. Và bây giờ cô đang trên đường đến Peru để trở thành người đầu tiên tìm thấy kho báu. Ba anh chàng này có máy bay riêng và muốn cho Blair đi nhờ. Nhưng chỉ một trong số họ đáng tin cậy. Bạn có đoán được ai không? Người thứ hai là tội phạm bỏ trốn. Chân dung của anh ta đang treo trên bức tường này. Máy bay của anh chàng thứ ba thiếu kính chắn gió. Vì vậy, Blair nên chọn phi công đầu tiên. Blair đến trại thám hiểm khảo cổ địa phương. Cô nghe rằng cô có thể tìm thấy ông chủ lớn là Bill trong chiếc lều màu đỏ. Blair đi xung quanh và tìm thấy 3 chiếc lều màu đỏ này. Bạn có thể giúp cô ấy quyết định xem Bill đang ở đâu không? Tất cả dấu chân quanh chiếc lều đầu tiên là của động vật, nghĩa là chúng ta có thể loại trừ tùy chọn này. Ai đó đã viết tên của Bill trên chiếc lều thứ 3, nhưng hãy nhìn kỹ hơn, cũng có một mũi tên chỉ vào chiếc lều bên cạnh. Vì vậy, Bill đang ở trong chiếc lều thứ 2. Hello. Blair nhờ Bill giúp đỡ. Anh ấy trả lời, tôi sẽ giúp cô nếu cô giúp tôi tìm mảnh còn thiếu của tấm thảm cổ này. Bạn có thể giúp Blair giải quyết bí ẩn này không? Chỉ mảnh thứ 3 là khớp hoàn toàn. Blair và Bill dùng bản đồ này để tìm kho báu, nhưng có câu đố. Bạn có quyết định được đường nào trong 3 con đường này dẫn đến kho báu không? Chỉ có con đường thứ 2 là đúng. Bill và Blair đã đến đích cuối cùng. Có 3 đường hầm dẫn đến ngôi mộ chứa kho báu. Một con hổ mẹ dễ thương đang âu yếm đàn con trong đường hầm đầu tiên. Có hàng ngàn con thằn lằn và bọ cạp bò lúc nhúc xung quanh đường hầm thứ hai.
Đường hầm thứ 3 chứa đầy những con chuột đói đã không được ăn trong một năm. Con đường nào an toàn? Con đường thứ 3. Chuột không thể sống quá lâu khi không có thức ăn, có nghĩa là chúng không nguy hiểm. Bill và Blair thấy mình đang ở trong một hành lang rộng. Thật không may, tất cả kho báu đều bị khóa sau cánh cửa này. Bạn có bất kỳ manh mối nào để mở không? Trên cửa có 3 bánh xe với 5 ký hiệu khác nhau. Đó là một mật mã cổ xưa. Phải có một gợi ý ở đâu đó quanh đây. Ồ, nó đây rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm các biểu tượng tương ứng và quay bánh xe. Chiếc lá cho cây, con mắt cho người và giọt nước cho chiếc cốc. Blair và Bill vào phòng bên cạnh, nhưng có một câu đố khác để giải. Không có kho báu nào ở đây, chỉ có 4 tảng đá cũ có chạm khắc. Bạn có thể giúp hai người họ giải quyết bí ẩn này không? Ba tảng đá này đều mọc đầy rêu và dây leo, nhưng tảng đá thứ 3 thì láng bóng. Điều gì khiến nó khác biệt? Họ nên thử di chuyển nó và mở cánh cửa bí mật ở đó. Cuối cùng, Blair và Bill vào được trong lăng mộ. Nó chứa đầy vàng và đá quý, nhưng có 3 mối nguy hiểm tiềm ẩn trong này. Bạn có thấy chúng không? Axit độc hại nhỏ từ trần xuống. Nếu nó có thể ăn mòn đá thì cũng có thể gây nguy hiểm cho con người. Một con rắn đang trốn giữa những đồng tiền vàng và bức tượng này đang di chuyển. Đột nhiên, bức tượng zombie nhảy bổ vào người Blair và Bill. Họ chạy trốn và tìm thấy 3 cánh cửa dẫn đến tự do. Nhưng căn phòng đầu tiên đầy lửa. Có rất nhiều rán trong căn phòng thứ 2. Và căn phòng thứ 3 thì chứa đầy các loại bẫy cơ học. Bạn có thể giúp Blair và Bill đưa ra lựa chọn đúng không? Họ nên chọn phòng thứ 2. Bill đang cầm một ngọn đuốc và dán sợ lửa. Vì vậy, chúng sẽ làm bất cứ điều gì để tránh lửa. Cuối cùng, Blair và Bill đã ra ngoài, nhưng nơi này có gì đó không ổn. Bạn có phát hiện ra chi tiết kỳ lạ nào không? Hãy nhìn cái cây này, táo mọc cùng với cam. Tảng đá này đang lơ lửng trong không trung. Ngoài ra, bóng của Bill ở bên phải trong khi bóng của Blair ở bên trái. Blair và Bill quay trở lại khu trại. Cô muốn gửi những hình ảnh kho báu cho chính quyền địa phương. Nhưng mạng Internet hoạt động rất chậm. Vì vậy, cô quyết định đi tắm trước. Một lúc sau khi quay lại, Blair phát hiện ra ai đó đã lấy trộm điện thoại của mình. Cô liền hỏi 3 người đứng gần đó. Diego nói, tôi quá bận để nấu bữa tối. Nhiều người có thể xác nhận điều đó. Bill thì bảo rằng có lẽ đó là đối thủ trong công việc của cô. Tôi sẽ yêu cầu bảo vệ tăng cường an ninh xung quanh trại. Maya nói, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy bóng của một người đàn ông bước ra từ lều của cô 5 phút trước. Ai đã lấy trộm điện thoại? Bill đang nói chuyện bằng điện thoại của anh ta, nhưng có thứ gì đó trong túi áo của anh ta đang rung. Blair nhận ra Bill là người xấu, nhưng đã quá trễ. Anh ta đã cho thuốc ngủ vào trà của cô. Blair tỉnh dậy trong một căn phòng đáng sợ. Bill nói, đừng lo, tôi sẽ để cho cô đi nếu cô chọn đúng cửa. Trước mặt Blair có 3 cánh cửa dẫn đến tự do, nhưng mỗi cánh cửa đều ẩn chứa những nguy hiểm. Có một gia đình khỉ gorilla đằng sau cánh cửa đầu tiên. Sau cánh cửa thứ 2 có một bể cá sấu và căn phòng thứ 3 là tủ lạnh. Bất cứ ai qua đêm ở đó đều sẽ biến thành băng. Con đường nào an toàn? Blair nên chọn căn phòng thứ 3. Cô chỉ cần đi qua căn phòng chứ không ở lại đó qua đêm. Blair đi lang thang trong rừng và cuối cùng tìm thấy một con đường. 3 người đề nghị cho cô đi nhờ, nhưng chỉ một trong số họ có ý định tốt.
bạn có thể giúp Lê tìm người này không? Anh chàng này quá trong suốt, không thể là người thật, anh ta là ma. Người phụ nữ có một chiếc xe sang trọng, nhưng một con quái vật đang trốn ở ghế sau. Vì vậy, Blair nên tin tưởng người lái xe tải và những chú lạc đà không biếu dễ thương này. Blair lập tức đến đồn cảnh sát và kể cho họ nghe mọi chuyện về Bill. Họ bắt anh ta sau vài giờ. Blair đến để chào Bill qua song sắt. Giờ đây cô đã biết chắc chắn rằng anh ta đang lên kế hoạch để trốn thoát cùng các bạn tù vào tối nay. Bằng cách nào? Anh ta vẽ một hướng dẫn được mã hóa trên tường. Nó có nghĩa Escape Tonight, đêm này trốn thoát. Cuối cùng, Blair có thể yên tâm và về nhà. Trên đường đến sân bay, cô nhìn thấy một nơi tuyệt đẹp. Cô yêu cầu tài xế dừng lại và chụp hai bức ảnh. Chúng giống hệt nhau chứ? Bạn có thấy điểm khác biệt nào không? Có ba điểm khác nhau. Blair đến văn phòng. Cô thấy Kevin, đồng nghiệp mà cô quý nhất, nằm bất tỉnh dưới đất. Blair gọi xe cấp cứu. Các bác sĩ cho rằng Kevin bị đầu độc. Cảnh sát thẩm vấn ba người lần cuối nhìn thấy Kevin khi còn tỉnh: Nina, Chris và Daisy. Sau khi kiểm tra hiện tượng vụ án, cảnh sát bắt giữ một trong những nhân chứng. Bạn có đoán được là ai và tại sao không? Daisy. Kevin muốn để lại manh mối. Đó là lý do anh ấy bóp chặt một bông cúc Daisy trong tay trước khi ngất đi. Lucy và ba người bạn thân của cô ấy, Lily, Joy và Rhonda, đang tổ chức một bữa tiệc đồ ngủ. Họ quyết định xem phim trong phòng khách. Lucy vào bếp lấy đồ ăn nhẹ. Khi quay lại, cô thấy Lily đang nằm bất tỉnh trên sàn. Rhonda nói: "Tớ đang nói chuyện điện thoại với bạn trai thì bỗng dưng Joy dùng gối đập vào người Lily và cậu ấy ngã xuống. Tớ không biết tại sao." Joy nói: "Rhonda nói dối. Cậu ấy cố tình dùng gối đánh Lily rất mạnh. Ai đang nói dối?" Cả hai người họ, trong phòng này không có gối. Sau khi xem phim, các cô gái quyết định chơi cầu cơ. Họ gọi hồn ma của một ca sĩ nổi tiếng. Bỗng con trỏ trên bảng tự di chuyển và chỉ ra dòng này: Gnosedia Gnabanococ. Bạn có thể giúp Lucy và nhóm bạn giải mã thông điệp này không? Nó nói: "Cô còn 3 ngày để sống." Các cô gái hoảng sợ và tạm ngưng buổi cầu cơ. Lily rủ mọi người chụp ảnh. Họ đã chụp nhiều bức rất dễ thương. Nhưng khi lướt xem ảnh, họ càng hoảng sợ hơn. Tại sao? Cả bốn người bạn cùng xuất hiện trong bức ảnh này. Vậy thì ai đã chụp ảnh? Lucy nói với các bạn rằng đã đến giờ đi ngủ. Nhưng vừa bước vào phòng, họ vừa chạy ra vừa la hét. Tại sao? Hãy nhìn gương kìa, nó phản chiếu một cái bóng đáng sợ đang vẫy gọi họ. Cuối cùng, Lucy đã đề nghị ba người bạn ngủ trong phòng ngủ của bố mẹ mình, còn cô thì ngủ ở chiếc đi văng ngoài phòng khách. TV đang phát và nó giúp cô trấn tĩnh lại. Nửa đêm, cô nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ và vội vã đi xem bạn bè của mình. Cả ba dường như đều đang ngủ. Bạn có đoán được ai đã lang thang bên ngoài không? Lily, lá dính trên tóc cô nàng kìa. Ngày hôm sau, Lucy, Rhonda và Lily gặp nhau trong lớp. Họ đã rất lo ngại. Tại sao? Đây là bàn của Joy và nó trống. Cô ấy không đến trường mà cũng không nói cho ai biết. Nhìn kìa, Lucy đang cầm cốc cà phê có tên Joy.
Joy không xuất hiện và không trả lời điện thoại của bạn bè. Lucy, Rhonda và Lily đến nhà cô ấy. Họ thấy cô gái nằm trên giường, đang đắp chăn kín đầu. Nhóm bạn đang rất sợ hãi. Bạn có biết tại sao không? Joy đã che cửa sổ bằng một tấm màn. Hình dạng của tai và răng của cô ấy đã thay đổi. Cô ấy đang biến thành macaron. Lily quyết định ở lại chăm sóc cho Joy. Trong khi đó, Rhonda nhờ Lucy đến thăm dì Vera của mình. Dì điều hành một cửa hàng phép thuật. Ở đó, bán các loại thần dược khác nhau. Khi nghe chuyện xảy ra với Joy, dì Vera nói: "Được rồi, dì cần 3 nguyên liệu để nấu một thức uống chữa bệnh. Đây là nguyên liệu đầu tiên. Khi thấy tôi, bạn sẽ tiếp tục khi có màu đỏ và dừng lại ở màu xanh lá. Bạn có đoán được nguyên liệu không?" Đó là quả dưa hấu. Để có được nguyên liệu thứ hai, dì Vera đã đưa Rhonda và Lucy đến vườn cherry của mình. Rhonda hái được 8 quả, Lucy hái được 13 quả và dì Vera hái được 14. Tổng cộng họ đã hái được bao nhiêu quả táo? Không quả, táo đâu thể mọc trong vườn cherry. Dì Vera đã gợi ý cho Lucy và Rhonda về nguyên liệu thứ ba. Đây này, bạn có thể giúp họ giải câu đố chữ này không? Đó là Mandragora. Mandragora mọc gần ngôi nhà ma quái nhất trong thị trấn. Dì Vera giao cho Lucy và Rhonda nhiệm vụ tìm ra nó và mang đến cửa hàng của dì. Nhân lúc Rhonda tìm kiếm trong vườn, Lucy quyết định đi xem xét ngôi nhà kỹ hơn. Cô nhìn thấy một tấm biển ghi một cái tên kỳ lạ. Cô đi đến cánh cửa lớn và nhẹ nhàng mở nó ra. Khi Lucy vào trong, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cô. Rất nhiều những con rơi macaron lao vào người cô. Lucy kéo cửa như điên. Bỗng cô thấy có gì đó được viết trên cửa. Hãy thay đổi thứ tự các chữ cái trên biển. Cô ấy hét lên câu trả lời và cánh cửa mở ra. Cô gái đã nói gì? Tên thật của nơi đó là biệt thự rùng rợn. Rhonda tìm thấy 3 loại củ trong vườn, nhưng chỉ một trong 3 là Mandragora. Bạn có biết đâu là loại mà Rhonda nên chọn không? Dù chưa bao giờ nhìn thấy cây Mandragora thì bạn vẫn có thể dùng phương pháp loại trừ. Đây chắc chắn là một củ cà rốt và đây là củ cải đường. Vì vậy, cây còn lại phải là Mandragora. Lucy và Rhonda đang chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà ma quái thì họ dẫm phải một cái bẫy được giấu trong bụi cỏ. Vậy là họ rơi xuống giếng sâu. Họ nhìn xung quanh và tìm thấy 3 đường hầm dẫn đến tự do. Một con rồng phun lửa đang đợi trong đường hầm đầu tiên. Nó rất tức giận và không thích con người. Có một cánh cổng dẫn vào một lỗ đen trong đường hầm thứ hai. Xương rồng khổng lồ mọc khắp đường hầm thứ ba. Nước của chúng có độc đối với con người. Lucy và Rhonda nên chọn con đường nào? Đường thứ ba. Nhìn kia, những cây xương rồng này không có cái gai nào. Và cũng chẳng có ai để ép các cô gái uống nước xương rồng cả. Dì Vera đã nấu thuốc cho Joy. Lucy và Rhonda mang thuốc đến nhà cho bạn. Nhưng khi họ bước vào phòng của cô thì chẳng thấy ai. Bố mẹ của Joy nói rằng Lily và Joy đã ra ngoài cùng nhau. Cả hai đều rất kỳ quặc. Rhonda nói: "Thôi xong, cả hai đã biến macaron rồi. Chúng ta phải tìm thấy họ trước khi quá muộn. Bạn có thể giúp họ tìm ra manh mối trong phòng của Joy không?" Hãy nhìn laptop của cô ấy, có vẻ như họ đã mua vé tàu để đến Las Vegas để thăm bà của Joy. Lucy và Rhonda lên tàu, ngoài họ, trong toa còn có 4 người khác. Một trong những hành khách này không có vé. Bạn có thể biết đó là ai không?
Người phụ nữ này, cô ấy là người duy nhất cúi đầu sau tựa đầu của ghế để camera không phát hiện ra. Khi tàu đi qua đường hầm, đèn tắt và các hành khách rất hoảng sợ. Khi đèn bật sáng trở lại, một trong các hành khách đã hét lên: "Giúp tôi với, tôi bị trộm mất túi rồi." Lucy ngay lập tức nhận ra ai đã làm điều này. "Còn bạn thì sao? Bạn có ý tưởng gì không?" "Người này, có đồ trang điểm bên dưới ghế của anh ta và cửa sổ bên cạnh anh ta đang mở. Anh ta tra đồ trong túi và ba lô của mình rồi ném túi ra ngoài cửa sổ." Rhonda và Lucy đã tới Las Vegas và đi đến ngôi nhà của bà ngoại Joy. Nhưng họ lại đến nhầm nơi rồi. Ở ngôi nhà đầu tiên, họ gặp bà cụ này. Và ở ngôi nhà thứ hai, có bà cụ này. Bạn có biết bà cụ nào nguy hiểm không? Bà cụ thứ hai, bà ta đang ủ mưu gì đó trong khi bà cụ thứ nhất chỉ đang chuẩn bị cho một bữa tiệc Halloween mà thôi. Cuối cùng thì Lucy và Rhonda cũng tìm được đúng nhà. Cửa đang mở sẵn. Khi bước vào nhà, họ thấy bà của Joy bất tỉnh trên sàn. Bà đã bị macaron cắn vào cổ. Bất thình lình Joy và Lily xuất hiện. Họ có khuôn mặt nhợt nhạt, răng sắc và đôi tai nhọn. Họ càng lúc càng đến gần hơn, chuẩn bị cắn hai cô bạn của mình. Bỗng Rhonda cười phá lên: "Đừng có đùa nữa, tôi biết thừa rồi." "Làm sao cô ấy biết được?" Tấm gương kia đang phản chiếu hình dạng Joy, còn Lily có bóng dưới sàn. Họ không phải là macaron mà chỉ đang bày trò chơi khăm nhân dịp Halloween thôi. Joy đi tắm để tẩy trang khuôn mặt macaron, nhưng có người đã đổ sơn vào đầu vòi hoa sen và giờ nước chuyển sang màu xanh lá. Joy hỏi Lucy, Rhonda và Lily. Lucy nói: "Tớ đã giặt quần áo rồi đi nấu một ít mứt kiwi. Xin lỗi, tớ phải đi đây, tớ sợ mứt cháy mất." Lily nói: "Tớ đã tắm và gội đầu ngay trước cậu. Có chuyện gì vậy? Sao người cậu xanh lè thế?" Và Rhonda nói: "Tớ đang ôn bài vì sắp có bài thi môn hình học. Các cậu nhỏ tiếng thôi được không?" Ai đã trêu Joy vậy? Lily nói rằng cô ấy vừa gội đầu, nhưng tóc vẫn khô và còn dược tết nữa. Bên cạnh đó, cô ấy đang mặc một chiếc váy dưới áo choàng tắm, một trang phục đáng ngờ phết. Rhonda quyết định trêu Lily. Cô ấy dùng một quả bóng bay và một cái cốc làm bánh nướng bằng giấy. Cô bơm nước vào quả bóng bay và đặt nó vào cốc giấy. Sau đó, cô phun một ít kem cạo râu lên trên và trang trí bằng cống rắc. Vậy là trông nó giống hệt bánh cupcake. Rhonda rất tự hào về bản thân. Bỗng cô nghe thấy tiếng các bạn đang đi vào bếp. Rhonda đặt cupcake của mình trên đĩa cùng với cupcake thật và trốn dưới bàn. Lily, Lucy và Joy vào bếp, nhìn thấy cupcake và ăn ngon lành. Bạn có biết ai đã lấy chiếc cupcake giả không? Joy, kem thật đã chảy ra rồi, nhưng kem cạo râu trông vẫn hoàn hảo. Joy, Rhonda, Lily và Lucy đi chơi Halloween. Họ gõ cửa nhà hàng xóm. Chú Mike mở cửa. Các cô gái hét lên: "Trai kẹo hay bị kẹo?" Mike nói: "Chú sẽ cho mấy đứa kim cương thay kẹo nếu mấy đứa giải được câu đố của chú. Bạn sẽ luôn tìm thấy tôi trong quá khứ. Tôi không thể được tạo ra trong hiện tại, nhưng tương lai không bao giờ có thể thay đổi tôi. Tôi là gì?" Tất cả các thành viên trong nhóm đều được tặng kim cương tuyệt đẹp. Họ đã đáp gì với Mike? Câu trả lời chính xác là lịch sử. Các cô gái đã đi đến một bữa tiệc Halloween ở trong vùng. Người tổ chức không muốn cho họ vào nếu không có mật khẩu. Nhưng họ đâu có biết mật khẩu. Người phụ nữ thích trang phục của họ nên đã cho họ một gợi ý nhỏ. "Tôi ăn ngao, tôi sống ở đại dương, tôi di chuyển chậm chạp, tôi có 5 cánh tay. Tôi là gì?" Chẳng mấy chốc, Joy, Rhonda, Lily và Lucy đã vào bên trong. Vậy mật khẩu là gì? Sao biển?